Teka, kumain tayo. Con kem bên em hả? À, nhưng mà sao chị để đấy. Cái này mà quơ mạnh một xíu cũng bay. Lên nó nổi mũ à? Lâu muốn nó thả luôn. Ừ. Lâu lắm xuống rồi. Ừ. Đã hình cung qua lầu lắm rồi. Qua lầu một đêm. Xem gì mà nó ghi vậy. Cây dây nặng sạch thì khoảng lấy ơi không đâu chị, nhưng mà mấy ngày nữa là tán cống khăn rồi hết mưa chưa tháng đang sau là bị rổ sao vậy. Tuần làng thì nó nhưng mà
Đầu đen chú này Nguyen ổ kinh rằng muốn lấy làm gì cửa khóa rồi nè. Ba cái này chứ ba cái này cái hồi nãy tưởng khách bình thường ngủ tại vì khách bay vô mắt vậy em thấy đường luôn.